Trước mùa giải năm 2023 đến năm 2024, máy tính AI của Opta dự đoán rằng Manchester United sẽ có 63,2% cơ hội vào top 4 của ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, sau 4 trận đấu, kết quả đánh giá cho thấy cơ hội của Quỷ Đỏ giảm xuống chỉ còn 28,42%, tức là giảm gần 35%. Khả năng vô địch của họ cũng giảm từ 1,7% xuống còn 0,09%. Manchester United đang khởi đầu mùa khó khăn khi xếp thứ 11 trong 20 đội ngoại hạng Anh sau khi thắng Wolves và Nottingham Forest nhưng thất bại trước Tottenham Hotspur và Arsenal. Ngoài sân cỏ, Manchester United đối diện với những vấn đề cá nhân của các cầu thủ như Mason Greenwood, Jadon Sancho và Antony. Greenwood đã chuyển sang Getafe theo hợp đồng mượn sau khi thoát khỏi cáo buộc hiếp dâm và hành hung bạn gái. Sancho cũng có tương lai mờ nhạt tại Old Trafford sau khi có mâu thuẫn với huấn luyện viên Ten Hag về thái độ tập luyện, trong khi Antony phải tạm dừng thi đấu sau cáo buộc hành hung bạn gái cũ. Trong khi đó, cơ hội vào top 4 của Tottenham Hotspur đã tăng lên. Trước mùa giải, họ chỉ có 9,5% cơ hội, nhưng hiện tại đã tăng lên 31,86% sau khi có 10 điểm từ 4 trận đầu. Máy tính cũng dự đoán khả năng của Arsenal giảm và vị trí thứ 2 sẽ thuộc về Liverpool thay vì Arsenal. Liverpool khởi đầu mùa với 3 trận thắng và 1 trận hòa. Tuy nhiên, dự báo của máy tính cũng không tích cực đối với Newcastle và Chelsea sau khi họ có sự bắt đầu không tốt trong mùa giải mới.